mấy hôm đó, mấy hôm rồi á tự nhiên nó nóng, trời ơi nó nóng tới nhiêu 25-26 độ, tôi nó nóng dễ sợ. Cái khi mà nóng quá đó là có lẽ là hơi nóng nó bốc lên á thì sẽ có mưa rào, thì bữa nay mưa dầm tới ngoài vậy đó, cho nên bây giờ mình thấy cái trời sổ sổ vậy nè. Mấy bữa hả nó nóng không có đi ra ngoài được luôn á. Nè bây giờ cứ chín rồi đốm xuống đẹp quá ha, xanh gà xanh lá nè, chặt sát gốc dòm luôn á. Ông chặt lần chừng bị chặt không nổi đâu á, chặt sát gốc luôn đi, sát gốc đi, dơ cái gì đang thâu nè. Làm nổi mà ông không nổi à. Rồi vậy là bộ đồ đó là bộ đồ thành bộ đồ dơ nữa rồi đó. Chú ở đây đó. Hồi mình trồng á cũng lâu lắm nó mới được, nó mới lên. Rồi bây giờ đây nó mọc quá trời đất luôn. Muốn đào cái gốc nó ra cũng không phải là dễ nha. Bữa nay á, khi mà trời mà nó mưa xong rồi đó, cây có nó xong đi. Nó đẹp lắm. Giống như mình đang ở quê vậy ta. Phải có làm cái gì tiếp tục mới được. Mình làm tới đây mình nghĩ là thôi được rồi, không làm nữa nhưng không được đau buồn lắm, mình phải tiếp tục chiến đấu nữa mới được. Ok vậy thôi, bye bye. Nọ thấy chưa, mỗi lần mà mình đốn cây á, mình đốn chuối á, mình có nhiều rác lắm mà cực lắm. Nhìn cái quả chuối thì ngon vậy thôi nhưng mà cực lắm nha. Ok, bye bye.